Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi đã tổng hợp rất nhiều những tình huống và những pha đẹp ngất ngây từ những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh của Mr. Zero và thường xuyên nhé. Và sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay hãy like, share và subscribe channel của chúng mình nhé. Xin chào. Chiến thắng 1-0 trước UAE tối ngày 14 tháng 11 vừa qua ghi đậm dấu ấn của Tiến Linh với siêu phẩm sút xa tuyệt đẹp. Thế nhưng, cũng không thể đánh giá thấp màn trình diễn của hàng thủ đội tuyển Việt Nam, trong đó có Đoàn Văn Hậu. Cậu út vàng như hóa người khổng lồ đè bẹp các cầu thủ đối phương. Sau khi trở về từ Hà Lan, hậu vệ cánh của Heerenveen cho thấy rõ sự phát triển rõ rệt về cơ bắp. Anh trở nên dài người hơn với các bó cơ cũng phát triển và tràn đầy sức mạnh. Việc phát triển thêm cơ bắp giúp Văn Hậu trở nên mạnh mẽ hơn trong các pha tranh chấp. Không còn một Đoàn Văn Hậu mảnh khảnh như thời khoác áo U19 Việt Nam. Giờ đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đang sở hữu một người khổng lồ thực sự trong đội hình. Mr. Euro cá là bạn đang rất tò mò về cậu út vàng của đội tuyển Việt Nam ăn gì ở Hà Lan mà lớn nhanh như thổi thế đúng không? Hãy để chúng mình cho các bạn biết câu trả lời nhé! Chính thức gia nhập SC Heerenveen vào đầu tháng 9, nhưng phải gần đến giữa tháng, hậu vệ sinh năm 1999 mới ổn định chỗ ở tại đội bóng mới. Anh bắt đầu làm quen với nếp sinh hoạt của một cầu thủ châu Âu. Chưa đầy 2 tháng, Văn Hậu hòa nhập vào với môi trường mới. Bản thân cầu thủ người Thái Bình đã sở hữu chiều cao lý tưởng là 1m85 với cân nặng khi chưa sang Hà Lan là 70kg. Đây là những chỉ số tiềm năng ở tuổi 20 nếu chơi bóng tại Việt Nam, nhưng không phải là lợi thế nếu sang châu Âu thi đấu. Những người SC Heerenveen hiểu điều này. Điều chắc chắn phải nhắc đến đầu tiên là chế độ dinh dưỡng của Hậu ở Hà Lan. Việc được tập luyện theo giáo án chuẩn châu Âu kết hợp với ý thức về dinh dưỡng cao đã giúp Văn Hậu phát triển toàn diện, cả về thể chất lẫn chuyên môn. Thậm chí, đội bóng Hà Lan còn thuê cả chuyên gia dinh dưỡng để hướng dẫn các cầu thủ cách nấu những món ăn tốt nhất cho sức khỏe để thi đấu đỉnh cao ở châu Âu. Câu lạc bộ này cũng đã tạo ra những điều kiện tốt nhất giúp Văn Hậu có thể nhanh chóng hòa nhập với môi trường thi đấu mới. Heerenveen đã thuê các chuyên gia riêng, lên thực đơn, chế độ ăn và theo dõi sát sao chuyện ăn uống của Văn Hậu. Ngoài ra, đội bóng còn cử một phiên dịch trong các buổi tập, sinh hoạt để giúp Văn Hậu lĩnh hội nhanh chóng, chính xác ý đồ chiến thuật từ huấn luyện viên trưởng cũng như là sự phối hợp giữa các cầu thủ trên sân. SC Heerenveen còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề như dạy cầu thủ cách nấu ăn, tư vấn dinh dưỡng, hiểu về thực phẩm để họ tự cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Sau thời gian ngắn ở khách sạn của đội, Hậu đã chuyển ra sống ở trong căn hộ riêng và tự chăm sóc bản thân. Anh còn tự nấu nướng cùng đồng đội trong căn bếp của câu lạc bộ. Anh chia sẻ, Hậu và các đồng đội đều được câu lạc bộ dạy học nấu ăn với chuyên gia dinh dưỡng để nhận biết được ăn gì và ăn vào lúc nào là có lợi nhất cho một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Thủ môn từng thi đấu cho câu lạc bộ Heerenveen và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Weager CS3 từng tiết lộ với chúng tôi về chế độ tập luyện và ăn uống ở đội bóng Hà Lan. Anh nói, mỗi buổi trưa, chúng tôi đều ăn mì spaghetti với từng cách chế biến và mùi vị khác nhau để không bị ngán. Đội bóng có lịch tập gym từ 3 đến 4 buổi trong một tuần. Mọi đội bóng ở Hà Lan đều có những chuyên gia làm việc cùng, đặc biệt là trong dinh dưỡng thể thao, huấn luyện viên thể hình hoặc là thể lực và dược liệu. Cầu thủ thường sử dụng protein, đồ uống bổ trợ, thực phẩm chức năng để phát triển cơ bắp. Weager chia sẻ về nơi mình gắn bó một mùa giải. SC Heerenveen, đội bóng kiên nhẫn và việc còn lại của hậu vệ người Thái Bình là nỗ lực, cố gắng tập luyện, cố gắng rèn luyện thể lực hàng ngày. Có vẻ như anh đã làm rất tốt điều này và cố gắng chính là lời giải đáp thứ hai. Điều đặn hàng tuần, Văn Hậu ra sân cùng đội bóng trong Heerenveen, đội trẻ và ngồi dự bị ở các trận chính thức của câu lạc bộ. Văn Hậu chia sẻ, tôi đang tập luyện tích cực, sẽ cố gắng để có thể ra sân thi đấu. Cuộc sống của tôi ở đây rất tốt, huấn luyện viên và đồng đội đều gần gũi. Tôi ở đây đã 2 tháng và mọi người đều giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Khi tôi chưa được ra sân có nghĩa là tôi cần cố gắng nhiều hơn. Để được ra sân thi đấu, Văn Hậu không chỉ cần có chuyên môn, anh còn phải có một cơ thể khỏe mạnh, có thể so kè với đối thủ. Văn Hậu đã cải thiện được vóc dáng, thể hình của mình so với trước đây một cách ấn tượng. Rất nhiều người từng thắc mắc tại sao Văn Hậu không được tung vào sân thay cho hậu vệ cánh trái của SC Heerenveen là Lucas Wunderbus. Huấn luyện viên Johnny Jensen lại tung một hậu vệ cánh phải vào trám. Có lẽ sự thay đổi từng ngày của Văn Hậu, kể cả thể lực lẫn kỹ thuật cũng chính là câu trả lời rất chính xác cho việc này. Văn Hậu mới chuyển đến SC Heerenveen từ đầu tháng 9, thế nhưng anh đã nhận được rất nhiều sự yêu quý từ các đồng đội. Sự cởi mở hòa đồng của cầu thủ sinh năm 1999 khiến anh tạo được thiện cảm, dù vốn tiếng Anh giao tiếp còn chưa tốt. Và chính các cầu thủ ở SC Heerenveen là chìa khóa giúp Văn Hậu có thể hòa nhập nhanh hơn ở môi trường mới. Nói về Hậu, ta vẫn quen với một cậu bé ngoan, hiền lành, chất phác, hay cười và Đoàn Văn Hậu ở Hà Lan vẫn giữ được những nét thuần túy ấy.
Thủ môn Wanderhan của Heerenveen cho biết cậu ấy rất tử tế, dù đang gặp khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Anh nhưng Văn Hậu vẫn đang làm tốt công việc của mình. Chúng tôi rất vui khi có cậu ấy trong đội hình. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Văn Hậu, hậu vệ trái số 1 của SC Heerenveen, Lucas Wendelboer cũng nhận xét về đàn em. Tất cả đều muốn giúp Văn Hậu thoải mái như ở nhà vậy, thật tuyệt khi cậu ấy ở đây. Tất nhiên, Văn Hậu sẽ phải chờ cơ hội đến với mình, nhưng chắc chắn là điều đó sẽ đến sớm thôi. Bên cạnh đó, những cầu thủ khác cũng dành cho cầu thủ của đội tuyển Việt Nam những lời khen tích cực. Và điều thứ ba tôi muốn nhắc đến tới Văn Hậu chính là phong thái cũng như là sự lạc quan cùng nụ cười thường trực trên gương mặt anh. Người ta bảo một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ quả là không sai, nên chẳng bất ngờ gì khi Văn Hậu nhà ta lúc nào cũng trông rất rạng rỡ. Chính điều này cũng ảnh hưởng đến tâm lý cũng như là thể trạng của cậu út vàng. Là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất tại Heerenveen, theo tiết lộ Văn Hậu sẽ nhận lương trước thuế là 450.000 euro mỗi năm. Thì những đãi ngộ mà cầu thủ quê Thái Bình nhận được cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hậu vệ cánh trái 20 tuổi được SC Heerenveen cấp cho một căn hộ tiện nghi và một chiếc xe hiệu Volkswagen. Ở Hà Lan, chiếc xe này có giá bán khoảng hơn 40.000 USD, tương đương một tháng lương mà SC Heerenveen trả cho tân binh đến từ Việt Nam. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Văn Hậu, ta cũng dự đoán ra với mọi chu cấp và hỗ trợ từ câu lạc bộ Heerenveen, mọi thứ đều khá thuận lợi cho anh ở nước bạn. Một môi trường bóng đá chuyên nghiệp cũng như là một tâm lý thoải mái thì rõ ràng bàn đạp để cầu thủ gốc Thái Bình có thể tự tin để cười tươi hơn nữa trong thời gian sắp tới. Thì tôi tin ngày anh có thể đá chính cho Heerenveen là không còn xa. Tôi còn nhớ ngày Đoàn Văn Hậu chuẩn bị lên đường sang Hà Lan, trong hành lý của anh bên cạnh những vật dụng cá nhân cơ bản, có hai thứ gây được ấn tượng rất đặc biệt. Vật đầu tiên là lá cờ Tổ quốc, thứ mà Văn Hậu luôn nhớ và luôn mang theo bên mình. Khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup năm 2018, Văn Hậu đã cùng hai người đồng đội Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Phong Hồng Duy mang theo quốc kỳ ăn mừng trên thảm cỏ Mỹ Đình. Hành trang đặc biệt thứ hai là một lọ mắm tép do bố mẹ chuẩn bị mang lên từ quê nhà Thái Bình. Nói về hành lý đặc biệt này, Văn Hậu giải thích, sang đó tôi phải thích nghi với đồ ăn, tôi không muốn mang thêm một cái gì nhưng bố mẹ khuyên tôi mang đi để có chút của quê hương. Bởi vậy, tôi mang một chút mắm tép. Và lời giải đáp cuối cùng không gì khác chính là bởi Văn Hậu có hẳn một hậu phương vững chắc ở Việt Nam lúc nào cũng bên cạnh, ủng hộ và cổ vũ tinh thần cho cậu. Là gia đình, là đồng đội, là những người thầy và hơn hết là tất cả người hâm mộ Việt Nam. Thực tâm mà nói, so với chuyến đi của Văn Hậu đến với Heerenveen mang nhiều sự khấp khởi đối với người hâm mộ và tuyển Việt Nam, khi đây là thương vụ có tính chuyên môn cao hơn thương mại. Văn Hậu đã đặt một bước rất xa trong sự nghiệp cầu thủ, đã ghi tên mình vào lịch sử bóng đá nước nhà bằng một hợp đồng bom tấn đầy nghiêm túc. Để vì thế, Văn Hậu đang đứng trước cơ hội lớn để là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thành danh tại châu Âu, thậm chí có thể mơ xa hơn nữa với một sự nghiệp vinh quang ở giải đấu từng sản sinh ra nhiều huyền thoại của làng túc cầu giáo thế giới. Nói tới đây, chắc các bạn cũng đang hừng hực lòng yêu nước và niềm tự hào giống như tôi đúng không? Mong là Văn Hậu của chúng ta sẽ ngày càng một vững tin trên con đường chinh phục trái bóng tròn, ngày một phát triển, trau dồi bản thân để xứng đáng với niềm mong mỏi của tất cả mọi người. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng tiếc một like cho Mr. Zero. Cũng đừng quên nhấn share, subscribe và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của kênh chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!